Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang ký quyết định số 3036 về việc tăng cường công chức, viên chức ở các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 11 xã. Đây là một trong những động thái nhằm cụ thể hóa chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố để phòng chống COVID-19. Theo đó, 104 công chức viên chức được điều động tham gia làm nhiệm vụ tại khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS, khu cách ly tập trung, ban quản lý các chợ và Ủy ban Nhân dân 11 xã để hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch, chịu sự phân công của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cơ sở. Tôi có chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tiếp nhận là chúng ta tổ chức mạnh dạn, phân công, điều phối, phối hợp để tổ chức triển khai tốt cái nhiệm vụ chống dịch, đặc biệt là cái nhiệm vụ thực hiện cái chỉ thị 05 mới của thành phố. Tùy vào khả năng chuyên môn, các công chức viên chức được bố trí vào những vị trí thích hợp để hỗ trợ các đơn vị hoàn thành tốt công tác quản lý dịch bệnh, nhất là trong thời điểm toàn thành phố đang áp dụng quyết liệt chỉ thị 05 về thực hiện giãn cách xã hội. Vâng, thì cái nhiệm vụ của chúng tôi tại ban quản lý các chợ thì chúng tôi sẽ tham gia cái việc kiểm soát phiếu đi chợ của người dân, đo thân nhiệt và hướng dẫn bà con chúng ta sát khuẩn và thực hiện nguyên tắc 5K. Đảm bảo tuần tra xung quanh chợ và nhắc nhở người dân chấp hành 5K và giữ khoảng cách an toàn để thực hiện cái việc chống dịch chung của thành phố Đà Nẵng. Ngoài việc thành lập 402 chốt kiểm soát dịch bệnh, kiện toàn 113 tổ COVID cộng đồng, thì việc phân công đội ngũ công chức, viên chức về cơ sở hỗ trợ chống dịch là cách làm mới của huyện Hòa Vang, thể hiện quyết tâm cùng thành phố sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19 ra khỏi cộng đồng.